Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm hãy liên hệ với Camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.
Xin vâng cảm ơn những tràng pháo tay của tất cả quý vị như hương như hoa đã tỏa ra trên sân khấu là chứng minh cho đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và hôm nay Hoa Đội cũng rất là vui mừng được sự lời mời của đại gia đình, được mang đến đây đời ca và tiếng hát của mình, được mang đến đây nhịp cầu kết nối yêu thương, là niềm vui, niềm hạnh phúc chúc tương lai cho đại gia đình của anh chị và ông bà trong buổi trưa ngày hôm nay. Lần đầu tiên cho phép MC Hoa Đội, nhà giàu đất khang trang của anh Hoàn và nhà cameraman của anh Hoàn xin gửi lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý vị các bạn anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, và ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Và hôm nay đúng ngày lành tháng tốt, vào ngày 25 tháng 1 năm 2024, và tức ngày 15 tháng 12 năm Quý Mão, bữa tiệc được tổ chức tại gia đình của bố Quảng Văn Giai và mẹ Vì Thị Vinh, và con trai Quảng Văn Tư và con dâu Lò Thị Hà trong buổi trưa ngày hôm nay. Lực sự nhất trí của chính quyền địa phương và vun vén của đại gia đình, và trong buổi trưa ngày hôm nay thì anh chị cũng là vươn trải mọi khó khăn và cùng nhau tích góp. Mỗi con người chúng ta sinh ra và lớn lên ai cũng có khao khát và hai điều mà để mong ước, đó chính là xây nhà và dựng cửa và gia đình hạnh phúc. Và người ta có thường có câu đàn ông xây nhà làn và xây tổ ấm, và trong buổi trưa ngày hôm nay mơ ước mới đâu đây của anh chị đã thành hiện thực. Giờ vàng ngọc thì giây phút kim cương đã đến, ban tổ chức chúng tôi sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Mừng tân gia đại cát của bố Quảng Văn Giai, mẹ Vì Thị Vinh, con trai Quảng Văn Tư, con dâu Đào Thị Hà. Xin phép được chính thức mừng tân gia đại cát của ông bà anh chị. Xin phép được bắt đầu. Quý vị ơi, chúng ta nở một tràng vỗ tay đi ạ. Vâng, cảm ơn những tràng vỗ tay của tất cả quý vị các bạn anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi cũng được sự ủy quyền của đại gia đình, và hôm nay ngày vui, ngày trọng đại, hạnh phúc nhất của đại gia đình mừng đến tân gia đại cát. Và cũng có mong cô Diệu Hồng và các bác anh chị chúng ta đã mất chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình, và để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng tân gia đại cát của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, thì ban tổ chức chúng tôi xin được ủy quyền cho đại gia đình cũng có đôi lời để cảm ơn đến tập thể quý ông quý bà, quý cha quý mẹ cùng cô dì chú bác gần xa đã mất chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình, và để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng tân gia đại cát của ông Quảng Văn Giai và mẹ Vì Thị Vinh, và con trai Quảng Văn Tư và con dâu Lò Thị Hà trong buổi trưa ngày hôm nay. Và bước sang năm mới, năm 2024, thì ban tổ chức chúng tôi xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta có một bầu trời sức khỏe và luôn vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chúc toàn thể quý vị dùng bữa cơm thân mật của đại gia đình mừng tân gia đại cát của ông bà và anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay sức khỏe dồi dào và luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn toàn thể quý vị là mất chút thời gian và ngọc thì giờ của mình để cùng nhau trở về với bữa cơm thân mật của đại gia đình hạnh phúc của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý ông quý bà. Ơn cho băng tin lại của mẹ phi nòng hạng banh ơi, bạn luôn phát sinh khỏi sở lại tàng nà sắp bón cho hân ải quang bằng dài cánh bà em Vi Thị Vinh, cánh bà đồ trai quang bằng từ cánh bà đục bờ Lo Thị Hà, chẳng bà còn chơi tô quậy sò chiếc nó đội trưởng của trời đề chiếc đúc bí thư của trời quan chiếc cò là nặng phành chiếc mẹ em tay là nhét phành sàn chiếc ải cánh nào nằm nhét kiền ke ở sáng bón ải em sống khỏi đám chào cò là cánh để thì tó bản tó cuồng tó hiên tó trầu ở có mấy bóng đàn này có mấy khè đời hay bảy hoay cái bát trăm nằm nằm của bác khốn bồn đúc trắng nà bồn pà trắng đướm bồn hoa đướm bồn đuông đướm trẻ phè khùng chắc bà hạt bà trà đằng chào đúc chào tà còn lại hưởng lại phì mỹ lại thầu đúc tà cả rắn cả vùng sống khá mà điện hết điện sầu mất điện tàu điện chi thế bà nhang si phỉ nỉ sắc bón ải ướp cái bà phù mẹ ý ai chi ca hiện trầm còn mày hốc hồn tóc tạo đồng quan hoa đá này hiền mòn đay kim khẩu có bé này rút đài kim lách cánh kim ngai có bé này rút đà ngân khải phát chỗ này có giòm ải ghế mà đọc của mẹ bạn quảng ơi ngân khải hộp chỗ này có bề ngân khải cái có bé giống xỉa đài ngân khải quay có bé giống xỉa đà ngân phải cả chỗ này phát ngân hang phùa mẹ tu chống hẳn cỏ chứ biết ngân làng quảng chỗ này trắng bảo xì mạng cana hai cháu bảo lên ngay cái thái nghiền cháu bảo bó ải đúng thờ cả mà tè bùn mày bày bó ải đúng thờ giỏi mắt say cháu bảo thiệt thiệt ngay bón bảo lưu sáng bón đi trắng chẳng sao hơn chảo một điều bón ải em xuống khỏi cái bà của mẹ ý ai trắng mũi sai kẻ ma bước quả hà đầy trắng tổ chức đền hoàn bản cuống trắng mi mổ nhá bất tì khoai phi mắc hà trắng này tổ chức đền hoàn bản cuống trắng bà này má nò nà nò tà ải em à đọc qua mẹ bản cuống hâu bà đoàn pha xuống khỏi của bà mỹ sáng ơn xưa
thứ nhất là bên sổ chúc hầu sắp bón đại gia đình hạnh phúc ải em cánh bà của mẹ ai sòng làn gân nà sòng mẳng diệt kiến phá tai mà khẩn khẩn rông rông sắc cùng phải phá khẩn giáp giáp sắc tổn có mạo cố ón na đồng hung sắc bằng sẳng sắc nhọt tảnh qua là bên đi quay khẩu cổ mái na kiến khẩu điện đù tàu mất nhớ súng dao bên đèn lơ thứ sòng má mỡ bàn còn pha chúc khỏi xoài tàn mà sắp bón cho gân ải em cánh bà của mẹ ý ai sọc cám ơn ải em là đồng của mẹ bàn của khâu hàng xanh phải bịa băng càn thấy năm nữa sửa đi hòa vì kiềng khí xe máy tái tan đường mất tủng mất tôm mất chốt mơ phân mở ứng làng quảng và tư hân sử dụng khỏi bàn đoàn pha dứt khỏi cũng biết rằng ẩn xưa sò chúc nho ải em là đồng của mẹ bàn của khâu ải nào đời dê bia bàn đó mất tướng chào vàn dệt càn hương đó mất tướng chào hù phụ bệnh ca đó là ế hàn phòng phủ chú nồng dũng na bên bà tổ màu tiện đuôi tàu đó mất tứa sùng dao mê đẻ nơ ca khai phần à ấp áp bì mở 2024 đầu bà đoàn pha dứt khỏi sò chúc nho ải em là đồng của mẹ bàn của khâu ca khai phần à đã biến đắt đuôi sầu khâu ớ pa xôm giảm quát cả u mơ muộn đó vẫn biến xài u mơ vải đó vẫn biến khoăn u mơ măn cánh cà phê đó vẫn biến cuông bày ca đó vẫn lại ngân hàng khai quán đó vẫn lại ngân kiều tiêu tăng mà này phải đại ngân mà này chuối đó ấy mà đang qua mê bản quán ơi hảo khăn mê đẹp đó hảo khăn đó ấy mà đang ơi xin phí vẫn mi đoàn nào sao phí vẫn mi đoàn xài sẵn đó kính mời gia chủ của đại gia đình chúng ta hãy mang chén rượu ban tiếp thân của đại gia đình chúng ta hãy mang chén rượu trở về sân khấu đại gia đình hạnh phúc của ông bà và anh chị và hai cháu cũng có chén rượu để cảm ơn chân thành nhất đến tập thể của ông quý bà các bác anh chị đã mất chút thời gian và ngọc thì giờ quý báu của mình và để cùng nhau trở về với trung tâm bữa tiệc mừng tân gia đại cát của ông bà trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin chào kính mời tập thể quý vị ơi, chúng ta hãy cùng nhau rót ly rượu và cùng nhau nâng đi rượu để chúc mừng tân gia đại cát của ông bà trong buổi trưa ngày hôm nay được không quý vị ơi? Sống với ải em và đồng bà mẹ ơi, thái đầu khái phay sang bón chúc ngân sường ải em xuống khỏi cánh bà ý ai không biết chén đầu nói nâng sáu cá mờ ải em và đồng bà mẹ bản khoáng hâu hạc phay phải bìa băng cả mất tủng mất tôm mất chưa măng tập tư ngân sường xuống khỏi mà đi hảo khăn mở chưa biết đàn ải em và đồng ơi. Vâng, xin chào kính mời tân đại quý vị ơi, anh chị em ơi. Chúc buổi trưa ngày hôm nay và chúc tất cả các thể quý vị bước sang năm mới sức khỏe dồi dào và luôn thành công mới. Hảo khăn mới là đỡ ải em là đông cơ mẹ ơi, thành văn vợ chẳng phanh cả đỡ hảo khăn mới là đỡ. Hãy phanh thì sống em ạ, do này sống phanh ải em ơi, sống phanh nữ đếch kỷ đâu bên à có mi ải em cái đó bên ý ai cái sòng lán chén thứ sòng nó bên ý ai từ sòng lán trai ho nọ sò chung nhau ải em mà đọc qua mẹ nó ái phai thứ sòng ấy nọ. Vâng ạ, xin chào quý vị thân thể quý vị ơi, chúng ta hãy rót ly rượu thứ hai của mình đi ạ và cùng nhau hô thật to được không quý vị ơi. Sòng với ải em mà đông ơi, quay coi chẳng phanh cả đời nữa, hạt phanh phải bịa băng cản, mất tủng mất tôm mất trông mưng tơ tơ lên sườn xuống khỏi mà đi, ải sắc bón ải em cánh bà của mẹ ai cứ biết chén đầu nồi nâng sọc ca mờ ải em mà đồng con mẹ bản khoáng hâu, chén thằng mày đi lẩy cây mày đi bền, cùng sắc bờ sẵn sắc ngọt bên này nữa ải em mà đồng ơi, và ngài xin chào quý mời tập thể quý vị ơi, chúc tất cả đại gia đình chúng ta phát động phát tài và luôn thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng ạ, cảm ơn đại gia đình hạnh phúc. Vâng ạ. Chúc cho ông bà sức khỏe dồi dào, chúc hảo ý ai để kịp phá tài mà khẩn, chúc cho hai con luôn học giỏi và luôn là chăm ngoan, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của bố mẹ. Vâng ạ, xin được cảm ơn đại gia đình hạnh phúc của chúng ta. Vâng ạ, xin chào kính mời đại gia đình của chúng ta hãy trở về hàng bàn hàng tiệc để chúc rượu tập thể với ông bà các bác anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn đại gia đình hạnh phúc của chúng ta. Vâng ạ. Sao mới ải em cánh ba đục sòng lan phải phân
lòng chúc lẩu ả yêu và năm con bé không? Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Điện Biên Tây Bắc, Camera Văn Hoàn, Quang Hòa. Xin chúc khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Văn Hoàn, Quang Hòa.
Chúc quý vị và các bạn đang xem video vui vẻ. Kênh Điện Biên Tây Bắc là kênh chuyên quay các sự kiện như đám cưới, mừng tân gia, mừng thọ và một số sự kiện khác trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Quý vị và các bạn có nhu cầu muốn quay phim chụp hình để lưu giữ làm kỷ niệm, hãy liên hệ với camera Văn Hoàn, Quang Hòa qua số điện thoại 0367 115 394 hoặc 0366 067 231. Xin chân thành cảm ơn quý khách.